Tôi nhìn thấy khoảnh khắc bạn đi lên từ hai bàn tay trắng. Bạn rất tự lực tự cường. Bạn rất tin tưởng vào bản thân mình. Bạn tin tưởng rằng tất cả chúng ta đều có thể tạo ra vận mệnh tốt đẹp của chính mình. Chỉ cần chúng ta tiếp cận được tiềm năng vô hạn, sức mạnh vô hạn của sẵn bên trong mình. Cho nên, đối với bạn, xuất thân, những hoàn cảnh, những con người, tất cả những điều bạn trải nghiệm trong cuộc sống đều là cơ hội để bạn tiếp cận với tiềm năng vô hạn, sức mạnh vô hạn sẵn có bên trong mình. Bạn dễ dàng sống trong rung động của lòng biết ơn. Bạn thể hiện rất rõ ràng ý chí kiên cường độc lập của bạn khi đưa ra tất cả những quyết định tạo nên vận mệnh tốt đẹp của bạn. Rất nhiều người xung quanh bạn nhìn thấy được ý chí của bạn, nhìn thấy được sự quyết tâm của bạn, ý định trong sáng của bạn, mục đích thiêng liêng của bạn. Họ tin tưởng rằng khi bạn thành công rực rỡ, bạn sẽ giúp rất nhiều người trong cuộc đời này. Cho nên, rất nhiều người ra sức hỗ trợ cho bạn. Với tình yêu chân thành vô điều kiện của họ, càng nâng bước bạn, nhanh chóng đạt được tất cả những ước nguyện trong cuộc sống của mình. Hãy tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng rằng bạn là người quyết định cuộc sống tốt đẹp của chính bạn. Cả vũ trụ sẽ cùng nhau hiệp lực hỗ trợ cho bạn.